Ferdinand sang Saudi không phải cái kết buồn cho Ronaldo. Theo cựu trung vệ Rio Ferdinand, chuyển đến câu lạc bộ Saudi Arabia Al Nassr là kết thúc đẹp cho sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, giống Wayne Rooney và David Beckham tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Vì đến Saudi Arabia, quyết định của Ronaldo bị chỉ trích là điều đáng buồn, Ferdinand nói trên podcast Vi With Fi ngày 1 tháng 1. Nhưng hãy để cậu ấy đi và tận hưởng nó. Đó là cuộc phiêu lưu mới mà Ronaldo cùng gia đình trải nghiệm một nền văn hóa mới. Hôm 30 tháng 12, Ronaldo ký hợp đồng 2 năm với Al Nassr. Tại Saudi Arabia, tiền đạo Bồ Đào Nha sẽ nhận mức lương cao nhất thế giới 75 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tổng thu nhập có thể lên đến 200 triệu đô la Mỹ nếu tính thêm các khoản tài trợ và quảng cáo. Trên mạng xã hội, nhiều CDV mỉa mai Ronaldo đã hết thời và gia nhập Al Nassr chỉ vì tiền. Cựu hậu vệ Gary Neville tiếc nuối khi Ronaldo không nhận được đề nghị nào để tiếp tục thi đấu tại châu Âu, còn Jamie Carragher bình luận đây là kết thúc buồn cho Ronaldo, phải không? Cậu ấy kết thúc sự nghiệp bằng cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, còn Lionel Messi vô địch World Cup. Ferdinand không đồng tình với những quan điểm này và lấy dẫn chứng nhiều danh thủ khác gồm David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney, Steven Gerrard không hứng chịu chỉ trích khi tới MLS thi đấu giai đoạn cuối sự nghiệp. Beckham từng đá cho LA Galaxy giai đoạn năm 2007 đến năm 2012, Lampard khoác áo New York City FC năm 2015 đến năm 2016, Rooney thi đấu cho DC United năm 2018 đến năm 2019, còn Gerrard cống hiến cho LA Galaxy năm 2015 đến năm 2016 ở chương cuối sự nghiệp. Mỗi quốc gia trên thế giới đều có vấn đề, và Mỹ có ít vấn đề hơn Saudi Arabia, phải không? Tất cả cầu thủ này đều không gặp vấn đề gì khi đến Mỹ. Nhưng tôi lại không thấy những phát biểu như vậy về thương vụ Ronaldo tới Saudi Arabia, Ferdinand thắc mắc, đồng thời nhấn mạnh Ronaldo xứng đáng với thương vụ chuyển đến giải đấu ít cạnh tranh hơn để kết thúc sự nghiệp lẫy lừng, giống nhiều tên tuổi khác. Theo cựu trung vệ 44 tuổi, điều đáng buồn duy nhất là cách Ronaldo chia tay Man United. Mùa này, tiền đạo 37 tuổi lỡ giai đoạn tiền mùa giải. Nhiều lần mâu thuẫn với Erik ten Hag rồi công khai chỉ trích huấn luyện viên Hà Lan và Man United trong trò chuyện dài 90 phút trên chương trình Piers Morgan Uncensored. Vì thế, đôi bên đã quyết định thôi hợp đồng sớm nửa năm. Trong vài năm tới, tôi nghĩ có lẽ Ronaldo sẽ nhìn lại và nghĩ mình có thể xử lý câu chuyện khác đi, Ferdinand bình luận thêm. Nhưng chuyển đến Saudi Arabia đâu phải một cái kết buồn cho sự nghiệp của Ronaldo. Tôi không hiểu cách mọi người nói điều đó. Theo báo Tây Ban Nha Marca, hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr có thời hạn 7 năm tới 2030. Tiền đạo từng giành 5 quả bóng vàng sẽ có 2 năm rưỡi khoác áo Al Nassr với tư cách là một cầu thủ. Sau đó, anh sẽ làm đại sứ bóng đá của Saudi Arabia cùng với Ai Cập và Hy Lạp để hiện thực hóa tham vọng đồng đăng CAI World Cup 2030.